chào cả nhà. Hôm nay thì Thêm Mì đang đứng ở biển rồi cả nhà. Hiện giờ thì ra đường thì Thêm Mì phải đeo như vậy thôi chứ không có mở xuống được. Tại ở đây rất là đông người nhưng mà hôm nay thì hết biểu tình rồi. Bây giờ Thêm Mì đi ra quay cảnh biển coi có ồn ào như cỡ nào cho các cô chú và các anh chị cùng xem. Ngày thứ 6, thứ 7 thì ở ngoài đây biểu tình rất là đông các cô chú và các anh chị. Nhưng mà các cô chú, các anh chị thấy không, mình đi ra biển hôm nay là ngày Chủ nhật buổi trưa đây thì bây giờ thị trưởng ở Huntington Beach này đã lock down rồi, không có cho người dân ở vùng này đi ra biển tắm nữa. Tại một tuần trước khi mà mở lại cho người dân ở Huntington Beach đông tắm thì rất là đông người luôn, cả mấy ngàn người xuống đây tắm. Bây giờ thì thị trưởng ở vùng này sợ bị lây nên bây giờ đã đóng biển đồ lại hết, là cho giới nghiêm cho những người dân ở vùng này phải ở trong nhà. Thì các cô, các anh, các chú thấy hôm cái trước mặt mình là có một chiếc tàu đó, đó là bây giờ chiếc tàu đó đang chạy theo dọc bờ biển, là không có cho mấy người dân ở xuống dưới biển tắm nữa và đuổi lên bờ hết. Tại vì bây giờ là giới nghiêm rồi, giới nghiêm trở lại. Đó, bây giờ chiếc tàu đó là đang đi đuổi những người còn đi skate ở dưới biển. Đây. Rồi, chiếc máy bay đó là bay ở trên đó, các cô chú anh chị là nói là biển cấm không có cho người tắm nữa và kêu những người ở dưới biển này phải đi lên hết, không có cho ở dưới biển này nữa. Hôm nay thì ở dưới biển này thì vắng lại rồi, tại vì shut down quá, không có cho người dân đi ra ngoài nữa. Thì các cô chú, các anh chị thấy người Mỹ người ta sống tự do quen rồi thì bắt người ta ở nhà đó mà giới nghiêm thì người ta không thể nào chịu nổi. Đây là có ông Mỹ này dẫn hai con chó Yorkie nhìn dễ thương quá các cô chú, các anh chị. Người ta muốn đi ra ngoài đi biển cho thoải mái hay là đi xe đạp rồi đi bộ với gia đình đó thì không có được cái điều đó, thì người ta bây giờ các cô chú, các anh chị thấy người ta lấy xe, người ta ngồi trên xe chạy vòng vòng thì đâu cảnh sát đâu có bắt được đâu, người ta chạy cũng là cách ly rồi. Đó là những cái xe này là đang chạy vòng vòng giống như biểu tình đó, các cô chú, các anh chị. Người Mỹ người ta vừa có người thì đi mô tô, thì có người đi xe đạp đó, các cô chú, các anh chị thấy không, nhiều lắm. Người Mỹ, các cô chú, các anh chị, khi xe người ta càng lâu năm á, là giống như xe cổ á, người ta thích hơn mấy cái xe mới. Các cô chú, các anh chị thấy không, mấy cái xe này rất là lâu nha, mà người ta thích rồi mở cái tiếng lớn như vậy á. Có xe cảnh sát đi vòng vòng ở đây nhiều hôm nay lắm các cô chú, các anh chị. Người ta sợ mấy người Mỹ này làm gì bậy, người ta đi canh á. Thì có người thì đi chạy xe đạp đi giống như tập thể dục, còn có nhiều người thì người ta chạy xe đó, các cô chú, các anh chị thấy không, xe chạy vòng vòng ở đây á, chạy qua chạy lại chạy hoài luôn. Khu ở đây là có nhà hàng với lại shopping bán quần áo đồ đi tắm biển á, các cô chú, các anh chị. Thì người Mỹ người ta lấy xe của người ta sống gần ở đây, người ta chạy ra đây. Rồi giống như mà mấy cái xe độ này mở cái tiếng lớn như có nhiều cảnh sát đây, giống như chọc tức cảnh sát, giống như giờ cấm tôi không cho tôi đi biển thì không cho tôi biểu tình thì tôi lấy xe tôi chạy vòng vòng ở đây vậy, đâu có phạm luật gì đâu, cảnh sát bắt được. Đây các cô chú, các anh chị thấy hai người Mỹ đứng ở trên cái mua xe này không, hai người này cũng là YouTuber đang quay những chiếc xe đang chạy biểu tình, hai người cũng làm kênh mà của người Mỹ đó, đứng lên đây luôn là quay luôn. Hôm nay là nhiều người ra đây quay lắm các cô chú, các anh chị. Đây hôm thứ 6, thứ 7 ở đây vẫn còn biểu tình rất là đông luôn. Thì hôm nay Thêm Mì là Chủ nhật, Thêm Mì đi ra đây thì cảnh sát đã dẹp hết rồi, không có còn biểu tình cho ngày Chủ nhật hôm nay.
thì thấy mì ra đây thấy có những cái xe này là cứ chạy vòng vòng ở cái khu shopping center này, các cô chú các anh chị đông lắm, nhiều xe lắm, không có chỗ đậu đâu. Thấy mì chạy đi mấy vòng hên có một chỗ để đậu mà bỏ tiền vô thấy mì mới đậu được, chứ thôi là thấy mì định đi về. Mấy cái xe này nhìn ngầu ghê luôn, mà đậu lên nghe cái tiếng lớn rộn lên ầm 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 luôn. Nghe tiếng xe rồ lớn tiếng này nghe đã tai quá các cô chú các anh chị, nghe phê ghê. Wow, mấy cái xe này rồ lớn tiếng ngầu quá luôn à. Thay vì ở nhà thì người Mỹ người ta lấy xe người ta chạy vòng vòng vậy cho nó thoải mái và nó có hít không khí fresh air, các cô chú các anh chị. Người ta xếp hàng nối đuôi nhau mà chạy luôn, giống như là đi biểu tình luôn đó. Đông lắm các cô chú các anh chị.